tất cả anh em đang xem. Hôm nay là anh em mình lên rừng để đi bắt con kỳ nhông thứ hai. Anh em tâm mốt, đây là lều tối mình ở lại nhá. Đây là cái lều tối mình ở lại, mình bắt con kỳ nhông đất. Đây là chiếu. Đây là chiếu này, chiếu là mình nằm không cần mặc áo, rất là êm. Thì hôm nay anh em mình sẽ leo lên trên đỉnh núi cao nhất để bắt con kỳ nhông khổng lồ. Anh em xem và like, ghi kênh và chia sẻ hơn 1 tỷ nhá. Đi trên đỉnh núi kia đi chắc khoảng tầm 1 tiếng hồ là 2 tiếng hồ. Anh em đón xem và like, ghi kênh để mình có động lực làm video nhé. Đây, núi kia cũng rất là cao. Hôm nay anh em mình tuần tra núi bắt con kỳ nhông đất. Các bạn xem và like, ghi kênh để mình có động lực đi quay vào rừng, có kích thích vào rừng nhé. Hay theo anh em mình đi vào rừng lên núi. Cái mình nha, lẹ. Mình từ dòng mới đi bây giờ đây. Anh em đang lên núi. Tự được luôn bé, núi nó rất là cao nhé. Thì hôm nay trời rất là nắng nóng. Để lên đỉnh núi để bắt con kỳ nhông đất. Nhưng con tích kẻ vẽ nuôi. Khi là tắc kè nó kêu ga gái là bắt đầu là nó có mưa, là biết theo phong tục người chưa đây lại chứng ngoe lên nó chưa rộn lên rồi. Đây là cái đường như người dân đi qua nhé, đi kéo gỗ nhé. Đây mình đang xuống. Để đi qua những remi của người dân nhé. Đấy, anh em tập trung đi lên đến núi. Vừa đi vừa quay thì rất là giật, không rõ nét. Đầm cái gì ngại. Mề này của người dân rất là đẹp nhé, không có cỏ luôn, ngất cướm. Bỏ vậy ý, nhìn là thằng 9, thằng 8 mình. Thank you.
Anh em đang đi dọc đường gặp những thứ vật gì đó đang đào thư vật gì đó. Đỉnh cao quá. Quay á. Để núi đây. Đây là kè. Đường lưỡi môn của người dân đi qua. Cuộc sống người Chirai tìm kiếm những con tích kè với lại con kỳ nhông. Rất là mệt đấy. Đây là cái dốc mình vừa lên này. Quay lên trên đây. Mùa khô giờ đang 10 giờ nhé, sắp 11 giờ trưa rồi, 10 giờ. Anh em mình lên từ đi từ nhà vào đây gần 3 tiếng đồng hồ đi xe máy. Đấy, đứng lên đỉnh núi rất cao nhé. Xem từ bên kia mình quay lên được bao nhiêu phút nhé, được 1 tiếng đồng hồ không? Lên núi được 1 tiếng đồng hồ không? Đây, em nhặt được đá cũ sau khi đây. Đi bộ rất là vất vả và rất là mệt mỏi, không phải dễ dàng lên núi mùa khô nhé. Mùa khô cây cỏ nó chết này. Đây là đi qua những người dân hút một điếu thuốc thì thôi rồi, hút một điếu thuốc vất ở đây một phát là cháy luôn. Mình đang khoác ba lô, tất cả trong ba lô đều là đồ ăn, nước uống, cơm. Mệt quá. Đường định sinh tồn, tìm kiếm những con ve
nhưng con ve với lại con kỳ nhông, tất cả các loại. Ôi, mệt quá. Anh em leo núi rất là nhanh, mình không đuổi kịp. Chờ lào tí. Ui, về ăn ngon quá. Ui, bài tôi anh gặp bẹt nhựa lang mây nó. Nè. Ôi gặp các anh em đang lên lên núi. Ui, nhưng quá ngọt rừng và rừng mới đập cắt lên. Ơi ô bà này đưa mới bụng đen nữa lại. Cây nhưng ngày xưa là người ta để lại để ăn trái nhá. Cây rừng. Đây là người đồng bào nói là cái dầu đe. Dầu đe nhá. Đây những cái hạt nó màu đỏ đỏ ấy. Ôi, kéo anh em không kịp rồi. Ôi, mệt quá. Đây là khu đây là người ta trồng người lai gà nhá. Kìa. Đi lên rừng lên núi rất là vất vả. Anh em đang dè lao chỗ kia. Mùa khô, cây cối sẽ là khô hết rồi. Xin chào tất cả anh em đang lên nhé. Những anh em đang xem. Mẹ thật. Đứng lên. Núi này là người ta thu hồi lại để trồng cây bạch đàn nhé. Đây là người ta thu hồi lại. Ngày xưa đây là rẫy của người dân. Đây. Anh em đang nghỉ lao ở đây. Nghỉ lao đây mệt quá này. Để mình quay lên. Quay xuống dưới. Đấy, quay xuống dưới từ cái dốc kia kìa. Từ cái dốc kia lên đây tí là mình xem bao nhiêu chục phút, bao nhiêu tiếng đồng hồ.
anh em lại lên tiếp. Bậy mẹ ngựa pal cay thôi là tỏi cay mỗi nơi ý lơi nhùm bìa để nhùm tay tới cơ bụng phẩy tay trong vệ tay nha bên đây là cái có đường có 35 kg thôi là nùng tại cái thau nhùm tay đồ nó bị hiu hiu mất bìa rồi lơi nhùm bìa bìa bộ bìa là chọn vã luôn thì là có nhùm đắp nhùm phòng là nó mắm hồi toàn rồi bìa ý lơi nhùm ý nhùm nhùm tay tới ý lơi bụng xoay tới ơ nhìn vẹt khao bật nhùm tay bụng xoay phép nhùm tay ta dự ý nhưng bài ta ăn mần thôi nhưng bài dựa thuộc là đọc mần thôi dự ý ta dự ý một em lên trên rồi chị tông phong ai tông phong lên đây hai em rồi tông phong thương dự tông phong thương dự lời tông nhỏ là bốn em lên rồi giờ đến lượt mình quay theo đằng sau đi giữa núi là được 18 phút rồi lên cái núi này rất là mệt, rất là mệt mỏi, chun chân. Mình cố gắng quay để cho các bạn xem leo núi, leo đồi. Anh em khỏe quá. Đây. Này mình đi từ cái đầm mía kìa. Mệt quá. Anh em đang nghỉ một chút. Mệt quá. Đây là anh cả lên trước tới trước. Đây quá. Nó. Nó. Đây. Đây.
Là tao đón lại, bé tao đón lại. Sắp tới nơi rồi. Anh em đang gần lên đỉnh rồi. Dài khát, nghỉ để uống nước, tiếp tục hành trình khám phá con kỳ nhông. Về nhé. Dạ về nhé. Cái chết lắp dịp xuống. Vị. Nè. Lá. Lá cái này muốn làm đâu. Lô, xin chào tất cả anh em. Một ngày rất là vất vả. Cuộc sống không thể dễ dàng. Anh em phát hiện những hàng của con trăn nhé, để quay con trăn khổng lồ. Nhanh 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 nh